nơi tất cả pháp tâm không động niệm đắc được trí huệ quang minh diệt trừ các ngu si đen tối đều chiếu sáng tất cả phật pháp chẳng phá hoại các cõi mà sinh trong đó biết rõ tất cả cảnh giới các cõi từ xưa đến nay không có động tác thân lời ý nghiệp thảy đều vô biên tuy tùy thế tục diễn nói đủ thứ vô lượng văn tự mà luôn hoại lìa pháp văn tự vào sâu biển phật biết tất cả pháp chỉ có giả danh nơi các cảnh giới không ràng buộc không chấp trước thấu rõ tất cả các pháp vốn không chẳng chỗ có tu các hạnh đều từ pháp giới sinh ra giống như hư không không tướng không hình vào sâu pháp giới tùy thuận diễn nói nơi một môn cảnh giới sinh ra nhất thiết trí quán bậc thập lực dùng trí tu học trí làm kiểu lương đến tát bà nhạ dùng mắt trí họa thấy pháp vô ngại khéo vào các địa biết đủ thứ nghĩa lý mỗi mỗi pháp môn đều được sáng tỏ hết thảy đại nguyện thảy đều thành tựu phật tử đại bồ tát dùng nghĩa lý này để khai thị tánh không khác biệt của tất cả như lai đây là môn phương tiện vô ngại đây hay sinh ra bồ tát chúng hội pháp này chỉ là cảnh giới tam muội đây hay dũng mãnh tinh tấn vào tát bà nhạ đây hay khai hiền các môn tam muội đây hay vào khắp các cõi vô ngại đây hay điều phục tất cả chúng sinh đây hay trụ bờ mé không chúng sinh đây hay khai thị tất cả phật pháp nơi cảnh giới này đều vô sở đắc tùy tất cả thời diễn nói khai thị mà luôn xa lìa vọng tưởng phân biệt tùy biết các pháp đều vô sở tác mà hay thị hiện tất cả tác nghiệp. Tùy biết chư Phật không có hai tướng mà hay hiển bày tất cả chư Phật tuy biết không sắc mà diễn nói các sắc tuy biết không thọ mà diễn nói các thọ tuy biết không tưởng mà diễn nói các tưởng tuy biết không hành mà diễn nói các hành tuy biết không thức mà diễn nói các thức luôn dùng pháp luân khai thị tất cả tuy biết pháp không sinh mà thường chuyển pháp luân tuy biết pháp không khác biệt mà nói các môn khác nhau tuy biết các pháp không có sinh diệt mà nói tất cả tướng sinh diệt tuy biết các pháp không thô không tế, mà nói tướng các pháp thô tế, tuy biết các pháp không có thượng trung hạ, mà hay diễn nói pháp tối thượng, tuy biết các pháp không thể nói ra, mà hay diễn nói lời lẽ thanh tịnh. Tuy biết các pháp không trong không ngoài mà nói tất cả các pháp trong ngoài, tuy biết các pháp không thể biết rõ mà nói đủ thứ trí huệ quán sát. Tuy biết các pháp không có chân thật mà nói ra đạo lìa chân thật, tuy biết các pháp rốt ráo vô tận mà hay diễn nói hết các hữu lậu, tuy biết các pháp không trái không tranh, nhưng cũng chẳng không tự tha khác biệt, tuy biết các pháp rốt ráo vô sư mà thường tôn kính tất cả sư trưởng, tuy biết các pháp chẳng do người khác mà ngộ, nhưng thường tôn kính các thiện tri thức